Thưa quý vị, nhu cầu làm đẹp, chăm sóc da của chị em phụ nữ ngày càng được nâng cao. Bởi ai ai cũng mong muốn mình có một làn da khỏe đẹp và trắng sáng. Vì vậy, không chỉ các sản phẩm bôi ngoài da được các chị em chú trọng, mà việc tìm đến các sản phẩm hỗ trợ làm đẹp, bổ sung từ sâu bên trong cũng được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Chính vì vậy mà hiện nay có vô vàn các dòng sản phẩm xuất hiện trên thị trường. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể lựa chọn được các sản phẩm làm đẹp hiệu quả và an toàn? Câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự sau đây. Nám sạm, lão hóa, suy giảm nội tiết tố là nỗi lo của hàng triệu chị em phụ nữ. Khi phải đối mặt với những tình trạng này, nhiều chị em lo lắng, gấp rút tìm cho mình những sản phẩm hỗ trợ điều trị dứt điểm. Nhưng không phải sản phẩm nào cũng thật sự an toàn và hiệu quả. Nếu sử dụng phải những sản phẩm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như sắc đẹp. Cái nhu cầu làm đẹp thì là quá lớn, ai cũng muốn cho mình đẹp hơn. Và người ta lại gặp rất nhiều những cái lời quảng cáo có cánh, nào là thần dược, nào là đây là một cái sản phẩm mà không ai không thể bỏ qua được. Và cuối cùng là tin vào những cái lời quảng cáo đấy, rất nhiều người đã mua phải những cái sản phẩm mà làm đẹp, uống rất là kém chất lượng. Ví dụ như là có những bệnh nhân bị rối loạn nội tiết, ví dụ như các chị em là bắt đầu là bị những cái tình trạng là rối loạn kinh nguyệt, rồi có những người là khi uống xong thì bắt đầu mọc mụn trứng cá, rồi là nổi lên rất nhiều những cái vấn đề, có những người là ngứa này, nổi ban đỏ, và thậm chí là có những trường hợp là sử dụng lâu dài thì da bị phù lên, dẫn tới những cái bệnh ở bên trong nội tạng, và khi sử dụng tiếp tục thì nó sẽ dẫn tới những hậu quả, có thể là dẫn tới viêm gan, suy thận, ảnh hưởng tới rất là nhiều những chức năng khác ở trong cơ thể. Hiểu được những khó khăn mà chị em phụ nữ đang gặp phải, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu OVVA đã cho ra mắt sản phẩm chăm sóc sức khỏe Ovani Collagen. Với các thành phần chính từ tự nhiên như nước ép lựu, collagen cá phân tử thấp 1%, elastin peptide, biotin, chiết xuất nhụy hoa nghệ tây hay tinh chất hồng sâm. Sản phẩm mang lại tác dụng vượt trội trong hỗ trợ chống oxy hóa, cải thiện tình trạng suy giảm nội tiết tố, hạn chế lão hóa da, giảm nám sạm, tàn nhang và trả lại cho chị em phụ nữ một làn da trắng sáng, mịn màng. Do bận công việc rồi chăm sóc con cái nên có một cái thời gian mình cũng khá là bỏ bê bản thân. Trong thời gian ấy thì da mình có trở nên nám sạm, xỉn màu và xuất hiện những cái vết nám này, cũng như là vết nhăn này, rồi vết chân chim, mắt thì nó quầng thâm luôn. Nói chung là cái làn da của mình nó bị lão hóa và khiến cho mình già đi trông thấy. Sau đó thì một người bạn đã giới thiệu cho mình sản phẩm Ovivani. Mình cũng mua về và mình uống thì nói thật là sau khi dùng một liệu trình, bản thân mình là nó có những cái sự thay đổi rất là đáng kể. Mọi người có thể thấy là với cái làn da hiện tại của mình này, đấy, những cái vết nám sạm nó mờ đi, da thì cũng sáng hơn, đều màu hơn và những cái vết chân chim, vết nhăn thì không còn nữa. Sờ vào làn da thì mình thấy là nó mịn màng, nó căng bóng và không còn cảm giác như là khô và thiếu sức sống. Bên cạnh đó thì mình cũng cảm thấy cơ thể mình rất là khỏe khoắn, ăn ngon, ngủ ngon, rồi đến mái tóc của mình nó cũng trở lên bóng mượt hơn rất là nhiều. Mình nghĩ rằng là khi mà mình dùng cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe Ovivani kết hợp với một cái chế độ sinh hoạt ăn uống khoa học hợp lý thì bản thân mình trở nên tươi trẻ hơn, tự tin hơn và yêu đời hơn rất là nhiều. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe Ovani Collagen được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu chất lượng đầu vào đến đầu ra của sản phẩm. Chính vì vậy, mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều được đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Nhận thấy rằng là nhu cầu sức khỏe con người ngày càng cao và cái hệ lụy Covid để lại khiến cho sức khỏe con người ngày càng kém đi. Và chính vì vậy mà lý do khiến cho cái thương hiệu Ovani ra đời để hoàn thiện hơn nữa các cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho con người nói chung và Việt Nam nói riêng. Và hiện nay thì công ty có chiếm một ưu thế, đó là các cái dòng sản phẩm nhập khẩu chính ngạch, chính hãng ở Hàn Quốc, nơi mà các quy trình sản xuất cũng như yêu cầu chất lượng về sản phẩm rất là cao để đảm bảo tính chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho con người. Chính vì vậy mà sản phẩm collagen cũng ra đời và được nâng cấp hơn với nhiều cái thành phần hơn nữa. Ngoài collagen lựu còn có collagen cá thủy phân với hàm lượng là 1500 mg
và cũng như có thêm sâm, saffron cũng như một số các thành phần khác để giúp cho phụ nữ duy trì nét thanh xuân cho bản thân mà còn giúp cho chị em phụ nữ khỏe đẹp hơn mỗi ngày, để có chất lượng và cuộc sống tốt hơn và có chăm sóc gia đình hạnh phúc hơn nữa. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ ra mắt thị trường nhiều cái dòng sản phẩm hơn nữa để có thể mở rộng quy mô cũng như đáp ứng cái nhu cầu phát triển của thị trường, và chúng tôi cũng muốn đưa thương hiệu đi xa hơn nữa để cho rất nhiều người dân được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Đối với lại cái sản phẩm collagen Ovivani thì trước tiên là chúng ta thấy rằng nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đây là một sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc. Nhìn vào cái bảng thành phần này, chúng ta sẽ thấy rằng collagen Ovivani nó có những cái tác dụng. Thứ nhất là nó ngăn ngừa lão hóa, cái thứ hai là dưỡng trắng da, và đặc biệt là nó tăng cường sức khỏe, tức là nó điều hòa được cái nội tiết tố nữ. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở đây cái thành phần chiết xuất liệu là nó sẽ có tác dụng rất tốt trong cái điều hòa cái nội tiết tố nữ, tăng cường sinh lý, kết hợp với lại hồng sâm này, kết hợp với lại saffron này, là những thành phần đều giúp cho điều trị tốt cho cái cân bằng nội tiết tố nữ, giảm cái rối loạn nội tiết tố nữ đi. Từ đó giúp nên cho chúng ta là có một cái làn da giảm lão hóa. Nó biểu hiện ở chỗ nào? Tức là làn da mình săn chắc, không chảy xệ, không bị sạm nám, và đặc biệt là da mịn màng, không bị khô da do giảm điều tiết. Chính vì thế tôi đánh giá cao sản phẩm collagen Ovivani. Với chất lượng và hiệu quả tuyệt vời, cùng phương châm khỏe đẹp để hạnh phúc, Ovivani Collagen đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ trên toàn quốc trong việc bảo vệ và duy trì vẻ đẹp cho làn da. Sự yêu mến, tin tưởng của khách hàng luôn là động lực to lớn để công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu OVVA được đứng trong top 100 thương hiệu nổi tiếng châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Từ đó, OVVA sẽ càng tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm uy tín, chất lượng và hiệu quả.